nhiều bạn vẫn hay thắc mắc ngói nhựa Santigo này hoặc tôn nhựa thì chống bão có tốt không? Thì đây, tôi đang có mặt tại công trình đã trải qua là rất là nhiều cơn bão. Và đối với ngói nhựa Santigo thì có 3 đặc điểm để ngói nhựa chống bão rất tốt. Thứ nhất, đó chính là khi mà ngói nhựa này so sánh với ngói truyền thống, đó chính là các liên kết vít này thì nó sẽ liên kết trực tiếp với khung kèo, không như các loại ngói đất truyền thống thì nó sẽ chỉ sắp lép vậy thôi. Khi mà gió nó sẽ bung lên rất là dễ dàng. Cái điểm thứ hai, khi mà so tôn ngói nhựa này với tôn kẽm thì tôn ngói nhựa này có sức nặng nó sẽ nặng hơn, thành ra là nó cái lực đè xuống cái đầu tay nó sẽ cao hơn. Khi mà các bạn bán vít nữa thì nó sẽ bám rất là chắc. Và cái điểm thứ ba khi các bạn dùng ngói nhựa Santigo này, đó chính là các bạn làm ngay những cái khung kèo ngay từ lúc ban đầu thì nó sẽ cứng cáp hơn, bởi vì đòn tay đi sẽ gần hơn. Đấy, đó là ba nguyên nhân vì sao tôn ngói nhựa Santigo chúng tôi là chống bão rất là tốt.